Kính thưa chủ tọa đàm, kính thưa các quý vị đồng nghiệp, ở đây em xin được chia sẻ một số cái cập nhật điều trị đột quỵ thiếu máu não do xơ vữa động mạch. Bài báo cáo của em thì gồm có 4 nội dung, trong đó thì có 2 phần chính là phần tái tiêu máu, cập nhật các chỉ định về sợ huyết của ATEPA. Hai là lấy khối cơ học, phần ba là liệu pháp tiểu cầu kép trong ra là dự phòng và xử lý hẹp động mạch cảnh của nội ngoại sọ. Thì cái phần hai này, phần dự phòng thì bài báo cáo của em thì có sự trùng lập với bài báo cáo chủ đề sau, thì em xin tập trung về báo cáo của mình vào cái mục phần tại điều trị tái cập nhật mới nhất về điều trị tái tiêu máu ở những đột quỵ thiếu máu não cấp. Như chúng ta biết thì trong đột quỵ nhồi máu não thì tham IVN có thời gian là não, mục đích của chúng ta là cần phải tái thông mạch não càng sớm càng tốt để hy vọng là cứu sống cái vùng viêm ra. Nếu mà chúng ta không thể tái thông được mạch thì cái vùng viêm ra là trở thành cái vùng nhồi máu, chính vì vậy gây ra hậu quả rất là trầm trọng. Đối với sử dụng thuốc tiêu giờ huyết thì chúng ta sẽ có những cái cửa sổ khung giờ điều trị thuốc tiêu giờ huyết, đó là khung giờ từ 0 đến 3 giờ đầu là khung giờ kinh điển đầu tiên, sau đó người ta mở rộng lên khung cửa sổ từ 3 đến 4,5 giờ và gần đây nhất đó là khung cửa sổ dành cho những bệnh nhân đột quỵ não không rõ thời gian khởi phát hay là những bệnh nhân đột quỵ thức giấc. Và một cập nhật mới nhất đây của tác giả Helima có thực hiện những nghiên cứu và đã được update vào guideline của ISOC là khung cửa sổ 4,5 đến 9 giờ vai trò của ATEPA. Chúng ta biết thì theo phân tích cuộc của ISOC vừa rồi thì vai trò của tiêu trợ huyết trong khung cửa sổ từ 0 giờ đến 3 giờ, các bạn chúng ta nhìn trên slide rất rõ là vai trò ATEPA thể hiện vai trò của ATEPA rất là rõ ràng với tỷ số OR là 1,75. Còn đối với khung cửa sổ 3 đến 4,5 giờ, ATEPA có đem lại cái kết cục điều trị tốt rất là cao với OR là 1,2. Và chính vì vậy nên ISOC 2021 đã khuyến cáo dành cho những bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não cấp trong khung cửa sổ 4,5 giờ thì khuyến cáo sử dụng ATEPA đường tĩnh mạch với mức độ bằng chứng cao và sự mức khuyến cáo mạnh. Còn đối với ADA 2019 thì cũng tương tự như vậy, khuyến cáo mức độ 1A dành cho tiêu trợ huyết khung cửa sổ từ dưới 3 giờ. Còn đối với khung cửa sổ từ 3 đến 4,5 giờ là mức khuyến cáo mức độ 1 và mức B. Còn đối với đột quỵ nhẹ thì sao? Chúng ta biết là đột quỵ nhẹ thì nó chia là hai mức độ. Đột quỵ nhẹ nhưng mà gây ra mức độ tàn phế ảnh hưởng đến sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như là bệnh nhân có tán manh lần đôi, hoặc là bệnh nhân là một ca sĩ mà bị thất ngôn, hoặc là những người làm nghề đàn ca mà lại bị tê bì hoặc yếu nhẹ tay, thì đối với trường hợp này thì nó ảnh hưởng đến cuộc sống chất lượng hàng ngày. Vậy vì khuyến cáo ATEPA người ta có cập nhật rồi. Đối với trường hợp mà đột quỵ nhẹ mà mức độ gây ra tàn phế đó thì sẽ mức độ trong khung cửa sổ 3 giờ thì tiêu trợ huyết được khuyến cáo ở mức độ 1. Còn đối với khung cửa sổ 3-4,5 giờ thì là khuyến cáo là 2B. Còn đối với những trường hợp mà đột quỵ nhẹ nhưng mà không gây ảnh hưởng đến sức sống nhiều, chúng biết vào từ 0-5 thì chúng ta cũng thấy rằng là vai trò của ATEPA không đem lại kết cục, không đem lại cái lợi. Tương tự như vậy thì ISOC 2021 cũng đồng thuận rằng là đối với trường hợp đột quỵ nhẹ nhưng mà gây ra cái mức độ tàn phế đột quỵ nhẹ nhưng trong khung giờ 4,5 giờ và gây ra mức độ tàn phế thì cũng khuyến cáo được sử dụng mức độ khuyến cáo sử dụng ATEPA đường tĩnh mạch. Và xin trong năm 2018 trên tạp chí London có đăng một bài là nghiên cứu về đột quỵ thức giấc hay là những đột quỵ không rõ thời gian khởi phát. Đột quỵ thức giấc không rõ thời gian khởi phát, người ta trên đối tượng nghiên cứu là những trường hợp mà không rõ thời gian khởi phát ngủ dậy phát hiện ra đột quỵ, và cái tiêu chuẩn bắt buộc của nó đó là gì? Những bệnh nhân được chụp cộng từ, những bệnh nhân được chụp cộng từ và có trên phim hình ảnh siêu cộng từ sẽ có tổn thương mít mép giữa division và le. Tổn thương mít mép giữa division và le có nghĩa là như nào? Có nghĩa là trên trung division chúng ta nhìn thấy là nó trên trung division chúng ta nhìn thấy là có những cái tổn thương rất rõ ràng này, như từng vùng tương ứng ở trên và le.
chưa có tổn thương. Thì khi đó thì người ta thấy rằng những tổn thương này vậy xác định là bệnh nhân có xuất hiện ở dưới 4,5 giờ và những bệnh nhân này sẽ được sử dụng thuốc Antella. Còn hình bên dưới chúng ta nhìn thấy là trên xương dương sườn có tổn thương nhưng mà trên xương phở le cái vùng tương ứng của nhu mô đó cũng có tổn thương, vậy những trường hợp này bệnh nhân sẽ không được ưu tiên vào nghiên cứu và sẽ không được sử dụng thuốc Antella. Kết quả của nghiên cứu thì rất là tốt, đó là gì? Số lượng bệnh nhân sử dụng Antella thì cho kết quả Movantin ở ngày thứ 90 tốt hơn hẳn và tỷ số OR là 1,62 với P nhỏ 0,05. Và dựa vào đây thì AHA và ISOC đã đưa ra các khuyến cáo, nó là mức độ đối với AHA 2019 thì mức độ khuyến cáo là 2A dành cho những bệnh nhân đột quỵ thức giấc hoặc là không rõ thời gian khởi phát. Và đối với ISOC 2021 thì người ta cũng khuyến cáo rằng đột quỵ nhồi máu não thức giấc hoặc không rõ thời gian khởi phát mà bệnh nhân không có kế hoạch hoặc là chỉ định lấy huyết khối cơ học thì người ta cũng khuyến cáo là được sử dụng thuốc Antella đường tĩnh mạch với mức độ bằng chứng là cao và mức khuyến cáo là rất mạnh. Và mới nhất gần đây là trên U Linh 2019 có tác giả Henry Ma có đăng một cái nghiên cứu và sử dụng thuốc Antella ở khung cửa sổ mở rộng lên từ 4 đến 4,5 đến 9 giờ với những trường hợp đó là với những tiêu chuẩn về hình ảnh học. Thứ nhất đó là gì? Đó là vùng lõi ở dưới 70 mét thủy ngân milit. Hai là vùng pin tỷ lệ giữa pin năm ra vùng tỷ lệ thể tích của vùng pin năm ra trên vùng lõi là phải lớn 1,2 và hiệu số giữa vùng pin năm ra trừ cho vùng lõi là phải trên 10 milit với các tiêu chuẩn cài đặt. Có nghĩa là về hình ảnh học này thì trung tâm của các tác giả Henima này người ta sẽ phải chụp tưới máu và sau đó tác giả sẽ sử dụng phần mềm Rapid để tính lên các thông số này. Kết quả nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng là gì? Đối với nhóm sử dụng Antella cho kết quả Movantin ngày thứ 90 tốt hơn hẳn và tỷ số đó là P nhỏ 0,05 và hai nữa chúng ta nhìn cái safety outcome cũng như là mức độ an toàn của phương pháp này thì không có sự khác biệt giữa nhóm chứng với lại nhóm can thiệp. ISOC 2021 thì cũng thực hiện một cái phân tích cột đó là giữa các trong nhóm bệnh nhân được sử dụng thuốc tiêu dạ huyết khung cửa sổ từ 4,5 đến 9 giờ có ba nghiên cứu, đó nghiên cứu XPEN của các bạn Mai ECAT 4 và APNET thì cũng thấy rằng thì khi mà chúng ta đặt tiêu chí outcome là 0-1 hay là 0-2 thì cũng đều favor trong việc sử dụng Antella trong vùng này với các tiêu chí về chẩn hình học, chẩn đoán hình học như đã nói. Chính vì vậy nên là ISOC 2021 đã đưa những bộ khuyến cáo đó là đối với những bệnh nhân mà nhồi máu não cấp cũng được 4,5 đến 9 giờ và đạt các tiêu chí về hình ảnh học trên phim chụp tưới máu não. Nếu như bệnh nhân không có chỉ định hoặc là có kế hoạch can thiệp lấy huyết khối thì người ta sẽ khuyến cáo sử dụng thuốc Antella đường tĩnh mạch với mức độ bằng chứng rất mạnh. Và vậy đó những cái này những cái vai trò của tiêu dạ huyết và những cập nhật mới nhất về chỉ định chụp tiêu dạ huyết đối với bệnh nhân nhồi máu não. Còn đối với nếu huyết khối cơ học thì sao? Nối vào trong cửa sổ từ 0 đến 6 giờ chúng ta đây em xin nhắc lại từ 2015 có hàng loạt các nghiên cứu đã chứng minh được vai trò của lấy khối cơ học rất rõ ràng, đó là dùng Mr. Clean với các Texas My Extend 1A thì rõ rõ vai trò của lấy khối cơ học và đã đưa vào khuyến cáo mức độ 1A thành tiêu chuẩn. Và đó là gì? Đó là đối với những trường hợp nhồi máu não cấp do tắc hệ động mạch tuần hoàn não trước, động mạch chuyển trong hay động mạch não giữa đoạn M1 thì huyết khối cơ học rõ vai trò đem lại kết quả tiếp tục điều trị rất tốt. Còn đối với lấy huyết khối cơ học ở những vị trí khác thì sao? Đối với vị trí tuần hoàn não trước đó là động mạch não giữa đoạn M2 hay động mạch giữa đoạn M3 thì mức độ khuyến cáo có thể nhỏ hơn trong khung giờ 6 đến nó không dưới 6 giờ là 2B. Còn là đối với những tuần hoàn não sau thân này. Còn vậy thì chúng ta mở rộng cửa sổ tiếp theo đó là từ 6 đến 24 giờ thì gần đây là có hai nghiên cứu lớn, đó là nghiên cứu Đôn và nghiên cứu Ba.
thì em xin đi vào từng nghiên cứu một. Đầu tiên đó là nghiên cứu điều thứ ba. Tiêu chuẩn lựa chọn của nghiên cứu là tất cả những bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não cấp có điểm mid lớn bằng 6 và trong khung thời phát trong khung cửa sổ từ 6 đến 16 giờ. Tiêu chuẩn lựa chọn là tiêu chuẩn lựa chọn về mặt hình học, đó là gì? Đó là thứ nhất là bệnh nhân, tất cả bệnh nhân đều chụp túi máu não và vùng lõi phải dưới 70 ml, vùng mismatch ratio có nghĩa là gì? Có nghĩa là vùng tỷ lệ giữa thể tích vùng P5ra chia cho thể tích vùng lõi là phải lớn hơn 1.8 và hiệu số giữa thể tích vùng P5ra trừ thể tích vùng lõi phải trên 15 ml thì tất cả những bệnh nhân này sẽ được lựa chọn vào nghiên cứu và thực hiện lấy khối cơ học. Kết quả thì như các bạn, như quý đồng nghiệp đều thấy đó là giữa hai nhóm chúng ta thấy mức độ tàn phế ngày thứ 90 giữa hai nhóm có sự khác biệt của những thống kê và nhóm được lấy khối cơ học đó là 45% đạt đến kết cục thần kinh tốt hơn so với nhóm trứng chỉ có 17%. Và hai đấy là mức độ an toàn đối với những trường hợp mà xuất huyết nội sọ có triệu chứng đối với nhóm lấy khối cơ học là 7% và nhóm lấy khối và nhóm trứng là 4% và p lớn hơn 0.5. Tiếp theo đó là cũng tương tự trong nó trong năm 2018 cùng với công bố của kỳ thứ ba thì nghiên cứu đôn cũng được đưa đăng tải lên tạp chí New England. Tiêu chuẩn lựa chọn cũng tương tự như đi thứ ba về mặt các thông số lâm sàng, điểm mid lớn hơn điểm mid về điểm mid hay cửa sổ thời gian, nhưng mà đối với đôn nó khác, đó là đối với nếu như đi thứ ba lấy khung cửa sổ khởi phát đột quỵ từ 0 từ 6 đến 16 giờ thì đôn lấy rộng rãi hơn từ 6 đến 24 giờ. Và cái thứ hai là tiêu chuẩn về mặt hình học của đôn nó có đôi chút khác. Ví dụ đó là gì? Đó là những bệnh nhân trên 80 tuổi thì là điểm mid lớn hơn 10 và vùng co phải được nhỏ hơn 21 cc, hay đối với bệnh nhân dưới 80 thì điểm mid, nếu điểm mid trên từ 10 trở lên thì vùng co phải dưới 31 cc, hay là điểm mid mà phải trên 20 thì vùng co phải dưới 51, và tất cả những bệnh nhân này sẽ được lấy khối cơ học. Về kết cục của nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng đối với những bệnh nhân mà được lấy khối cơ học thì có kết quả tốt hơn hẳn so với nhóm trứng. Và hai nữa là mức độ an toàn của phương pháp lấy khối đối với nhóm cửa sổ bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não trong khung cửa sổ này thì không có sự khác biệt so với nhóm trứng. Thậm chí đối với chính vì dựa vào hai nghiên cứu này và ADA hay không, ADA đã đưa ra cái mức độ khuyến cáo 1A dành cho những bệnh nhân nhồi máu não cấp trong khung cửa sổ 6 đến 16 giờ. Với những trường hợp mà nhồi máu não cấp hệ tuần hoàn não trước và mức độ nó là 1A cao nhất. Còn đối với khung cửa sổ từ 16 đến 24 giờ bệnh nhân nhồi máu não cấp có tắc động mạch hệ tuần hoàn não trước, tắc mạch lớn hệ tuần hoàn trước thì thỏa mãn tiêu chuẩn đôn thì được khuyến cáo ở mức độ 2B. Vậy thì tóm lại là ADA cũng nhấn mạnh như rằng đối với trường hợp mà đột quỵ nhồi máu não trong khung cửa sổ dưới 6 giờ, vai trò chúng ta biết đó là gì? Đó là vai trò của thuốc tiêu sợi huyết trong khung cửa sổ dưới 4-5 giờ và vai trò của lấy khối dân chúng ta đã nắm rõ và chúng ta đã thể hiện nó trong các nghiên cứu can thiệp. Và trong ADA cũng nhấn mạnh đó là gì? Đó là những trường hợp mà chúng tiêu sợi huyết chúng ta không được để không, chúng ta vẫn nên là gì, nên sử dụng thuốc ATP, thậm chí nếu như lấy khối cơ học có kế hoạch. Hai là chúng ta không nên trì hoãn việc lấy khối cơ học khi mà chúng ta sử dụng ATP, có nghĩa là gì, có nghĩa là chúng ta không đợi thuốc ATP nó có tác dụng, nó chuyển hết nó có tác dụng, mà chúng ta cần phải lên kế hoạch, cần phải thực hiện việc lấy khối luôn, bởi vì nếu chúng ta chờ đợi là chúng ta sẽ mang lại cái tác hại cho bệnh nhân. Dạo gần đây quý đồng nghiệp đều đặt ra một câu hỏi, đó là xu hướng bây giờ là liệu rằng đối với trường hợp mà bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não cấp trong khung cửa sổ dưới 4 giờ 4 tiếng rưỡi, vậy thì chúng ta tắc mạch lớn hệ tuần hoàn trước thì chúng ta liệu rằng có nên rằng là tiêu sợi huyết với lại lấy khối cơ học, hay là chúng ta lấy khối cơ học? Và gần đây một loạt các nghiên cứu chỉ ra đấy, một nghiên cứu đã được công bố, đó là gì? Nghiên cứu Direct MT, nghiên cứu DEP,
nghiên cứu select, và hai nghiên cứu đang được thực hiện đó là nghiên cứu direct save và nghiên cứu mixed window IV cũng chưa được công bố kết quả. Thì em xin đi vào ba cái nghiên cứu được công bố kết quả đó là nghiên cứu direct MT. Nghiên cứu này được thực hiện ở Trung Quốc và tuyển đối tượng những bệnh nhân nhồi máu cấp trong khung tập 4,5 giờ, tắc hệ tuần mạch lớn, hệ tuần hoàn não trước, đó là cảnh trong M1, đầu M2, tiêu chí đánh giá là một phương trình tại thời điểm 90. Và các anh chị lưu ý đây là phương pháp so sánh giữa hai, đây là nghiên cứu so sánh hai phương pháp xem là phương pháp nào có thua kém hơn phương pháp nào. Nhưng trong nghiên cứu này người ta lấy cái chỉ số lông như xe điền mặc in, nó là mức độ 20%, độ tương đối cao. Đây là về đặc điểm lâm sàng giữa hai nhóm can thiệp và nhóm chứng, chúng ta thấy có sự đồng bộ giữa hai nhóm, tất cả đều là trong đó thì 35% bệnh nhân là tuần hoàn tắc cảnh trong, 50% bệnh nhân tắc M1 và có khoảng 13% bệnh nhân tắc đầu M2. Vậy thì kết cục trong nghiên cứu này chỉ ra như thế nào? Chúng ta thấy là gì? Trên hình trên điểm mô phai linh kinh ngày thứ 90 được so sánh giữa hai nhóm, chúng ta thấy dường như không có sự khác biệt. Hai nữa là khi đánh giá về mặt kết cục thứ phát thì chúng ta cũng có thể xuất hiện của cái mô phai linh kinh từ 01 hoặc không có khoảng mô phai linh kinh từ 01, 02, 03, 05. Vậy thì các tác giả đã kết luận là rằng ở trong nhóm bệnh nhân Trung Quốc nhồi máu não cấp ở các hệ thống lớn tuần hoàn não trước thì nếu như lấy yếu tố trực tiếp sẽ cho kết cục là không kém hơn, không thua kém hơn so với cái biện pháp là lấy phối kết hợp với lại thuốc tiêu xuất huyết đường tĩnh mạch ở khung cửa sổ 4,5 giờ với cái mức margin là 20%. Và một cái nghiên cứu nữa cũng được thực hiện ở Trung Quốc, cũng thực hiện trên nhóm đối tượng tương tự nghiên cứu đấy, với cái tiếp tục chọn là nhóm nhồi máu cấp dưới 4,5 giờ cũng tắc động mạch cảnh trong M1 và đầu M2, nhưng mà với cái mức độ đông như thế mà in có những mức khoảng an toàn để so sánh, cái mức so sánh giữa hai phương pháp này có sự thua kém hơn thì nó là chỉ mức độ là 10%. Chúng ta đều thấy trên bảng này nó là đặc điểm chung của hai nhóm nghiên cứu, không có sự khác biệt lắm về các tiền sử về mặt bệnh mắc đồng mắc hay là mức độ bệnh lý tim mạch. Hai nữa tương tự trong nhóm nghiên cứu này chủ yếu đó là bệnh nhân là tắc M1 chiếm 80-84%, tắc động mạch cảnh trong khoảng 15% và tắc động đầu M2 khoảng 23%. Thì kết quả thì chúng ta thấy rằng gì, các tác giả cũng thấy rằng là điểm mô phai linh kinh ngày thứ 90 giữa hai nhóm can thiệp và nhóm chứng cũng không có sự khác biệt, và hai nữa mức độ an toàn của can thiệp là cao. Và tác giả đã kết luận là gì, trong cái nhóm bệnh nhân nhồi máu cấp do tắc hệ tuần hoàn não trước mạch lớn trong khung cửa sổ 4,5 giờ thì can thiệp lấy phối đơn độc so với việc phối hợp với lại thuốc tiêu giảm huyết thì được đem lại kết quả là không thua kém hơn về kết cục thần kinh ngày thứ 90. Tuy nhiên thì tác giả cũng cho nhấn mạnh một điều là cái kết quả này sẽ phụ thuộc vào cái mức độ mặc kim như nông như thế nào mặc kim mà các tác giả đã đưa ra. Và gần đây hai nghiên cứu vừa rồi là hai nghiên cứu trên người Trung Quốc, vậy thì nghiên cứu trên đối tượng người Tây thì sao? Đó gần đây nhất có nghiên cứu trên nghiên cứu select của tác giả Albert, cũng thực hiện tương tự trên nhóm đối với trên nhóm đột quỵ nhồi máu não cấp trong khung vực 4,5 giờ, tác động mạch cảnh trong M1 và đầu M2, kết cục chính cũng là mô phai linh kinh ngày thứ 90. Thì các tác giả thấy rằng là gì, so với việc là chúng ta lấy khối trực tiếp thì việc combine giữa hai phương pháp tiêu sợ huyết và lấy khối thì kết cục mô điểm mô phai linh kinh ngày thứ 90 của cái nhóm can thiệp kết hợp dùng sử dụng biện pháp can thiệp kết hợp thì có vẻ là tốt hơn nhiều về mặt gì mô phai linh kinh, nếu đó là kết quả về function independent, có nghĩa là kết cục thần kinh tốt và tỷ lệ tử vong ở cái nhóm sử dụng thuốc tiêm huyết kết hợp với lấy phối cũng thấp hơn. Và khi phân tích dưới nhóm để tác giả tìm ra cái ưu thế hơn hẳn của việc so sánh giữa hai phương pháp này thì tác giả thấy rằng nếu như ở nhóm bệnh nhân điểm NIS dưới 10 năm
thì việc combine giữa hai phương pháp đó là tiêu sợi huyết và lấy phối được chứng minh là lợi ích hơn rõ ràng so với việc chỉ việc lấy phối đơn độc với tỷ số R là 4.87. Và hai nữa là đối với nhóm bệnh nhân mà có lõi dưới 50cc. Thứ ba là những trường hợp mà vậy thì tác giả thấy kết luận việc phối hợp giữa hai biện pháp tiêu sợi huyết và lấy phối để đem lại kết cục thần kinh tốt hơn, đặc biệt là nhóm bệnh nhân mà đường mít dưới 15 hoặc và vùng lõi dưới 50cc. Vì chính vì vậy nên là những bệnh nhân này cũng thường những bệnh nhân được vừa được truyền từ tuyến dưới chuyển lên và vừa được truyền về truyền an tất na vừa chuyển lên để lấy phối ở tuyến trên. Và chúng tôi các tác giả cũng không quan sát thấy là những cái lợi ích tiềm tàng ở những nhóm bệnh nhân được mít trên 15. Một nghiên cứu nữa đó là nghiên cứu mitoculin trên nhóm bệnh nhân ở châu Âu, trong đó thì có 16, đây là nghiên cứu cũng thực hiện việc là gì lấy phối trực tiếp rồi với lại so sánh với việc phối kết hợp giữa hai phương pháp tiêu sợi huyết và lấy phối. Nhóm đối tượng là thực hiện ở châu Âu gồm có 20 trung tâm, trong đó 16 trung tâm ở Hà Lan, 2 trung tâm ở Pháp và 2 trung tâm ở Bỉ. Hiện tại thì nghiên cứu này cũng đã thực hiện xong việc lấy mẫu và đang thực hiện phân tích. Chúng ta sẽ đợi chờ kết quả. Trong nghiên cứu này, các bác thu tuyển, nghiên cứu đã thu tuyển được 540 bệnh nhân. Và hiện tại thì xong, trong thời gian tới chắc khả năng là sẽ công bố kết quả, chúng ta cùng chờ đợi. Và một nghiên cứu mạnh nữa nó là nghiên cứu Direct Safe. Nghiên cứu Direct Safe là nghiên cứu đa trung tâm và thực hiện ở trong đó Việt Nam mình cũng thực hiện, cũng tham gia. Trong đó thì trung tâm đối tượng Mai cũng tham gia và hiện tại là đã thu tuyển được 27 bệnh nhân đứng thứ hai. Thì chúng ta cùng chờ đợi kết quả và sẽ xem là việc liệu rằng trong các nghiên cứu thì lấy phối trực tiếp liệu có thua kém hơn, có thể có ưu thế hơn so với việc là sử dụng thuốc antenna tĩnh mạch kết hợp với lấy phối trong khung cửa sổ từ 4 tới 5 giờ đối với nhân nhiều món áo các bệnh phải tuần hoàn trước. Tuy nhiên trong quá trình chờ đợi thì tôi cũng xin chia sẻ đó là gì? Câu hỏi đặt ra là chúng ta có nên tự giải quyết trước khi lấy phối không? Thì theo tác giả Andrew, tôi xin chia sẻ một cái quan điểm của tác giả đó là cho đến khi mà chúng ta có đầy đủ các dữ liệu cho phép thì việc áp dụng các guideline hiện tại với các bằng chứng hiện tại được cho là nên là đó chính là vai trò thông tin, đó là phần điều trị tái thiếu máu cập nhật mới nhất, vai trò của antenna, vai trò của tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch và việc lấy huyết khối cơ học. Thì phần tiếp theo đó là phần liệu pháp kháng tiểu cầu. Thì vai trò của kháng tiểu cầu các bạn biết, đối với khi bệnh nhân được sử dụng antenna thì chúng ta nên đánh giá và chỉ hoãn mức độ khuyến cáo 1A dành cho những bệnh nhân. Thì antenna sẽ được khuyến cáo dành cho những bệnh nhân nhồi máu cấp trong khung cửa sổ sẽ chỉ hoãn sau 24 giờ bệnh nhân sử dụng thuốc tiêu sợi huyết. Và đối với trường hợp mà bệnh lý trong bài này thì chủ yếu là gặp đến gần nhiều món đột quỵ nhồi thiếu máu não do bệnh lý sơ vữa và không phải là nguyên nhân tim mạch. Nên là đối với trường hợp đột quỵ nhồi máu nhẹ thì vai trò trong khuyến cáo ở HA thì vai trò của kháng tiểu cầu kết là ưu tiên hàng đầu và đưa vào khuyến cáo mức độ 1A, nên sử dụng sớm trong 24 giờ đầu từ lúc phải phát triệu chứng và nên kéo dài kháng tiểu kết trong khoảng 21 ngày sau. Tiếp theo vai trò đối với nhồi máu cấp sơ vữa động mạch cảnh, thì vai trò đối với trường hợp mà hẹp động mạch cảnh, chúng ta biết là cho các nghiên cứu thì chỉ ra rằng là đối với trường hợp đột quỵ nhồi máu cấp mà có hẹp động mạch cảnh nội sọ thì không có chỉ định, không có ưu tiên việc là đặt stent nội sọ cấp. Thì trong nghiên cứu đều chỉ ra rằng là đặt stent nội sọ cấp đem lại cái kết cục outcome tồi hơn là việc không điều trị. Còn đối với hẹp động mạch cảnh ngoại sọ thì ưu tiên được mức độ khuyến cáo 1A dành cho những trường hợp mà đột quỵ tia hoặc là đột quỵ nhẹ, nông đột quỵ không giảm xuế và mức độ hẹp động mạch cảnh là mức 70-99%. Và khi đối với trường hợp hẹp động mạch cảnh ngoại sọ thì chúng ta cần phải xử trí, đó là mức độ khuyến cáo 1A. Và hai nữa là đối với hai có hai phương pháp lựa chọn, đó phương đặt stent và phương pháp bóc tách nội mạc cảnh, thì đối với từng phương pháp thì sẽ có những ưu nhược điểm riêng.
Đối với trường hợp bệnh nhân mà trên 70 thì bao giờ người ta cũng khuyến cáo ưu tiên cho cái việc đặt bóc tách. Vậy tóm lại thì trong bài báo cáo này em xin tổng kết lại một cái slide, đó là gì? Đối với đột quỵ nhồi máu não cấp trong khung cửa sổ 4,5 giờ, vai trò của Antepla đó là mức độ khuyến cáo 1. Còn kéo dài nữa, đó là những trường hợp nhồi máu cấp do tắc mạch lớn thì mức độ khuyến cáo lấy khối cơ học, vai trò có thể thực hiện đến khung cửa sổ từ 4 đến 16 giờ, đó là mức độ 1A. Còn đối với khung cửa sổ từ 16 đến 24 giờ lấy khối cơ có là mức độ chỉ định khuyến cáo mức độ 2A. Còn đối với trường hợp mà bệnh nhân đột quỵ thức giấc hay đột quỵ không rõ thời gian theo tiêu chuẩn thì Antepla cũng hiện rõ vai trò, đó là khi chúng ta sẽ thực hiện một phương pháp mà chụp cộng từ đánh giá mít mét giữa tiêu chuẩn phản lệ và mức độ khuyến cáo là 2A. Và gần đây nhất trên eSoc cũng đề cập đến về vai trò của tiêu sợ huyết trong khung cửa sổ 4,5 đến 9 giờ. Tuy nhiên bạn phải lưu ý là những trường hợp bệnh nhân này cần phải được chụp tái tim máu để tính ra vùng lõi và các thông số. Em xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn báo cáo của thạc sĩ Nguyễn Tiến Dũng. Thực ra thì đối với điều trị của nhồi máu não thì cái giá trị của cái tiêu trong những giờ sớm để chúng ta cứu được não thì rất là quan trọng, và không phải là cơ sở nào cũng có được cái phần mềm rapid để chúng ta có thể nhận biết trong những cái trường hợp mà nhồi máu não bệnh khi thức giấc. Theo tôi biết thì ở Việt Nam thì mới chỉ có 3 trung tâm chúng ta có được cái phần mềm rapid đó. Đó là cái sự rất giá trị để chúng ta đánh giá được. Và còn cái phần điều trị của điều trị bắc cầu hay không bắc cầu trong những trường hợp mà bệnh nhân có tác động mà tác động mạch động mạch lớn thì cũng là tùy, cũng có những cuộc tranh luận và cũng là tùy từng trung tâm, không phải là trung tâm đột quỵ nào cũng có cái can thiệp mạch, cho nên chúng ta sẽ uyển chuyển và xem cân nhắc cái lợi cái hại khi mà dùng tiêu sợi huyết hay là cả trước khi can thiệp mạch hay không.